Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Thạnh Xuân 48 để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà một trệt một lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và pháp lý là sổ hồng riêng. Căn nhà của chúng ta có hướng Tây, phù hợp với người mệnh Tây tứ trạch và được chủ chào bán với giá là 3.200.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc cho chúng ta. Và đây là con đường trước nhà của chúng ta, có chiều ngang là 4m, xe ô tô vào thoải mái. Căn nhà chúng ta thì nằm trong hẻm cục, cách căn nhà chúng ta khoảng 3 căn nữa là hẻm cục. Và đây là phía trước con đường của chúng ta. Đường này thì thông qua đường Thạnh Xuân 48 và ra đường Hà Vi Giáp. Từ vị trí này chúng ta về sân bay mất khoảng 20 phút. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan căn nhà. Phía trước căn nhà của chúng ta có một lớp cửa 4 cánh bằng sắt và kiến. Phía trên thì cũng được chủ nhà làm cho chúng ta một cái mái hiên bằng tôn dùng để che mưa che nắng không bị tạt vào căn nhà. Và bây giờ phía trước thì chúng ta có một hành lang chiều ngang khoảng 4m và chiều ra khoảng 1m. Phòng khách thì cũng được gia chủ dán gạch hai bên tường lên khoảng 1m2. Trần nhà thì được làm bằng thạch cao và hệ thống đèn led. Hệ thống đèn led rất là tiết kiệm điện và rất là sáng. Nền nhà thì cũng được gia chủ làm gạch khổ 60. Và cầu thang thì được bố trí giữa nhà. Mặt cầu thang thì được làm bằng đá hoa cương kim sa và tay vịn cầu thang thì được làm bằng gỗ căm xe. Căn nhà chúng ta có tông màu xanh lá cây rất là sáng sủa và mát mẻ. Và đây là phòng ngủ chứa thằng trệt, rất phù hợp cho những người lớn tuổi chúng ta không tiện lên lầu ở phía dưới. Và phía sau cùng là hệ thống nhà bếp và nhà vệ sinh. Bếp thì cũng được mặt bếp cũng được gia chủ lót đá hoa cương kim sa Labobo làm một cái nóc 304. Mà phía sau cùng là chúng ta là nhà vệ sinh dùng cho phòng ngủ phía dưới. Và những khách bạn bè chúng ta tới tham quan, phía sau chúng ta cũng được chỗ một lớp cửa dùng để lấy gió và lấy sáng. Phía sau chúng ta có một cái con đường. Nhà của chúng ta thì là hai mặt tiền phía trước và mặt tiền hẻm phía sau. Và bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa không gian tầng trệt. Sau đó chúng ta sẽ tiến lên lầu 1 để xem phòng lầu 1 như thế nào. Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m rưỡi và chiều sâu vô là 14m. Pháp lý là sổ hồng riêng. Được thiết kế một trệt một lầu, gồm có 3 phòng ngủ. Đây là không gian lầu 1. Có phòng ngủ phía trước. Đây không gian phòng ngủ phía trước rất là rộng nha quý anh chị. Ở trên là la phong và hệ thống đèn led. Phía trước chúng ta cũng có một cái ban công đưa ra dùng để lấy gió và lấy sáng. À, phía sau là phòng ngủ. Phòng ngủ nữa. Phòng ngủ thì cửa phòng ngủ được làm bằng sắt và kiến cường lực. Phía trên là trần thạch cao. Phía sau chúng ta có một khoảng sân dùng để máy giặt, phơi đồ và một nhà vệ sinh. Rất là rộng giống vậy. Nhà vệ sinh thì cũng được gia chủ dán gạch lên 2m. Phía sau này chúng ta có một lớp cửa dùng để lấy gió và lấy sáng, dùng để phơi đồ, rất là sáng nha quý vị. Đây, không gian phía sau nhà chúng ta có một cái con hẻm nữa. Nhà chúng ta là hai mặt tiền. Video review căn nhà 4m rưỡi nhân 14m, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin cảm ơn quý anh chị.